cùng nhau ăn Tết thôi. Thưa quý bà con, càng gần Tết thì nhà nhà có nhiều nỗi lo. Riêng nhà nông còn phải băn khoăn khi nhiều loại sâu hại tấn công gây hại cho cây trồng, làm cho bà con không được thảnh thơi ăn Tết. Bởi vì vào thời điểm này thì vào sáng sớm thường xuất hiện sương mù và chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, làm ảnh hưởng đến cây trồng, là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh gây hại, nhất là rầy nâu. Nhưng bà con nông dân cứ yên tâm, để giải quyết nỗi băn khoăn của bà con về rầy nâu, đã có sản phẩm chết 5 giây, một giải pháp của công ty Nam Phương giúp bà con diệt rầy tức khắc, bởi vì diệt rầy phải tính bằng giây. Để giúp bà con hiểu rõ hơn sản phẩm chết 5 giây về công dụng, liều dùng và cách sử dụng, xin mời bà con đón xem những chia sẻ của kỹ sư Nam Phương ở clip tiếp theo.